Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình. Hôm nay nhà mình sẽ làm món gà úc nồi nướng. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tiếp video này của mình ha. Rồi, chào tất cả các bạn ha. Hiện tại nhà mình đang di chuyển đến vị trí nướng con gà nha các bạn. Hiện tại mình đang ở nhà bà ngoại mình nha các bạn. Bây giờ ở đây mình sẽ làm cái món gà úp nồi và nướng nha các bạn. Đây, đây là ngoại của mình nha các bạn. Lên cho chừng hình nè, tao lên đài đó rồi. Hết lên đài chạy tới giúp chị cho ngồi. Ngoại ngoại năm nay nhiêu tuổi, nói cho các bạn có con nghe không? Ngoại nhiêu tuổi rồi? 90 rồi. 90 rồi, rồi. Tuổi dậu à. À, bà ngoại mình 90 tuổi nghe các bạn. Rồi. Rồi, đây là con gà đã được ướp xong rồi nghe các bạn. Bây giờ mình sẽ đem nó đi nướng. Có cái nồi nào đang xấu quất xấu hỉnh đâu. Lấy cái nồi chà bá nữa, con bá đóng rồi, vô đây mày nướng đi. Mẹ em thừa nha ngoại. Tao thừa cho bá cho. Được không đồng? Lấy cái nồi chà bá nữa, con bá cho tao thừa cho. Cái nồi này nó khét. Rồi, cô chính lên đi. À, ông mặc cái quần đó hồi sao nó lòng thòng lên thở lại lại luôn nha. Giờ có thấy không? Rồi. Rồi, đây. Vị trí con gà được úp cái nồi lên. Và bây giờ mình bắt đầu chuẩn bị nướng nó nha các bạn. Rồi. Khi mà nướng con gà, bà Tám cũng chuẩn bị hai con cá mình nướng chung luôn nha các bạn. Đây, cầm cá này lên. Đây, rồi quậy lên đây. Nướng nha cả nhà. Rồi nướng mình cuốn bánh tráng đây. Trời, công đôi việc luôn. Hai bên hả? Cầm hai bên đây phải không? Thích rồi, cầm thích rồi. Rồi. Thank you.
con. Rồi, hai con cá lóc nướng đã thành phẩm. Rồi, bây giờ tiếp tục nướng con gà nữa nha các bạn. Con gà đã nướng một mặt rồi, bây giờ cậu Chín mình sẽ chở nó nha các bạn. Rất cái Dũng rồi nghe Tâm. Nè cảm lại giùm đi. Nãy giờ có giò con gà ngộ hết sức kìa nha. Hồi nãy cái giò kia. Đạp mẹ luôn đi. Kỳ vậy? Sao? Chín không? Sao không được gió vậy? Gió bên đây gió qua lỡ bên đây dở lại dở đó. Ồ thơm 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 rồi. Rồi chín rồi. Sau một hồi nướng thì con gà bây giờ đã chín nha các bạn. Đó, đây. Rồi ai cầm lên? Đó. Rồi vô. Rồi xong à. Đây. Để lên. Khúc thịt nó nhúc nhích vậy. Ủa mẹ lấy cái gì để kê chứ cái chén kệ cái nắp cái này, cái gì nữa không? Cũng cần bỏ đồ thao luôn. Rồi, để luôn đi, vậy được rồi đó. Rồi, vô thao. Rồi. Woo, pizza. Rồi nước này cho bánh mì ăn bóng khách. Dạng thịt thiếu mẹ gì? Không có nổi gì đâu mà là. Bỏ nó ăn sao cũng làm cái bỏ nữa ăn có bao nhiêu. Làm cái gì vậy luôn hả? Vậy luôn. Ê ơi, thôi. Rồi, như các bạn đã thấy là món gà úp nồi đã hoàn thành nha các bạn. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cái món này cùng với gia đình của mình ha. Rồi, bây giờ mời các bạn nghe. Gà 90 tuổi mà còn cầm nón nè. Cái nhà thấy không? Mời trước nha, không sáng nha. Rồi, đây, mời các bạn nghe. Kia. Quá ngon. Quá ngon. Ủa, con quá bà con ơi. Biết không? Đi đi. Cho ngoại ăn nữa không ngoại. Khô quá. Cái món rồi. Nước à. Ừ. Làm nước chưa ngoại nha. Nãy nó là hỏi không cái món nào vừa cái không ăn. Nhiều chị muốn ăn sẵn. Không phải không thấy đâu mà sao này không thấy bỏ có để nữa để cái gì còn không ăn mình tranh thủ mình uống đi thôi còn mất cái phần mình bên đây là còn ít thôi quên rồi rồi uống không rót vẫn để uống rót nữa đó là đi khác cái tàu lao à cứ nghĩ vậy trước luôn à. Cái này là chung vòng với cậu Chính đang uống á. Tào lao gì mà tào lao. Ủa, vậy đó uống ngay đi. Ờ, để cho tôi gọi. Trời ơi. Cái gì vậy? Từ từ. Từ từ thôi. Chị bắt cậu uống chưa? Đúng đó. Thì uống hết đi. Chị uống hết đi. Để thêm trẻ, mình chưa tới thì cậu bữa nay uống 4 năm ngày uống vậy nữa. Cái bài đây, mời các bạn nghe. Gà dạ, quên mà luôn. Quên mời đi.
Rồi chín nha, tự nhiên rồi chín. Nhà mình cái gì đâu chín rồi. Thôi mời cả nhà luôn. Đồ con chim cũng điện chim đâu rồi. Chim gì? Chim vợ con, chồng con rồi. Có thì đi được. Bây giờ mình tạm dừng nội dung video ở đây. Nếu các bạn thích cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp. Xin chào.